Chiều nay tại tỉnh Bình Định, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức tọa đàm hàng không Việt mở lại bay quốc tế, động lực mới, cơ hội mới. Tại Việt Nam, sau một tháng rưỡi thí điểm mở lại các đường bay quốc tế, đã có khoảng 20 quốc gia vùng lãnh thổ mở cửa kết nối đường bay quốc tế, khoảng 153.000 lượt khách đi và đến Việt Nam. Từ ngày 15 tháng 3, hoạt động du lịch sẽ được mở cửa toàn diện trong điều kiện bình thường mới. Để phục hồi các đại biểu cho rằng ngành du lịch và hàng không cần phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, liên minh bền vững sẵn sàng đón làn sóng khách du lịch quốc tế quay trở lại. Cũng trong khuôn khổ chương trình tọa đàm đã diễn ra lễ ký kết ba bên gồm Bamboo Airways, FLC Hotel and Resort, tập đoàn TDNT của Hàn Quốc. Trong số nhiều nội dung ký kết, nổi bật là việc các đơn vị này sẽ tổ chức 20 chuyến bay khứ hồi tuyến Incheon Hàn Quốc và Quy Nhơn Bình Định ngay trong tháng 3 tới.